Quá hay, Việt Nam chế tạo thành công tên lửa chiến lược sẵn sàng răn mặt Trung Quốc. Thưa quý vị, hiện nay Việt Nam đang chủ trương xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, đủ năng lực sản xuất được các loại vũ khí, trang bị hiện đại, vũ khí chiến lược đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, nâng cao sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nâng cao tiềm lực quốc phòng trong môi trường chiến tranh hiện đại muốn đánh thắng và thắng giòn giã thì yếu tố bí mật bất ngờ hết sức quan trọng đó là chiến thuật mà Việt Nam thường áp dụng trong tác chiến phi đối xứng muốn vậy ta phải có trong tay loại hỏa lực phù hợp có sức cơ động nhanh thời gian triển khai thu hồi ngắn để vừa phòng tránh bảo toàn lực lượng vừa đánh trả giáng cho kẻ địch những sấm sét đặc biệt môi trường tác chiến phòng không tương lai bên cạnh máy bay chiến đấu bay thấp đột kích bất ngờ thì tên lửa hành trình máy bay không người lái vũ trang UACV đã và sẽ lên ngôi là mối đe dọa chủ yếu đối với bất cứ lực lượng nào, trong đó có quân đội Việt Nam. Do vậy, chúng ta cần sớm sở hữu những vũ khí đặc trị. Mặc dù khả năng của Việt Nam còn hạn chế, chưa thể nghiên cứu hoặc mua sắm ồ ạt các tổ hợp phòng không tầm thấp hiện đại như Panzer S1 hay to M2 của Nga, những loại vũ khí đặc trị với tên lửa hành trình và UAV bay cực thấp. Vì thế, cách nghĩ, cách làm của Việt Nam có nhiều khác biệt nhưng hiệu quả rất đáng ghi nhận. Việc đưa vào thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không Made in Việt Nam mới đây đã khiến giới yêu quân sự trong nước ngạc nhiên thích thú. Còn truyền thông quốc tế, đặc biệt là truyền thông Nga, cũng phải dành sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, trang tin quân sự topwar.ru của Nga đã có một bài bình luận về tổ hợp tên lửa phòng không Made in Việt Nam này và nhận định đây là thành công mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Sau khi thử nghiệm thành công, các đơn vị sẽ sớm được tiếp nhận một trong những loại vũ khí đặc trị các mục tiêu. Bên cạnh những quốc gia công nghệ chế tạo tên lửa đỉnh cao như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam chúng ta cũng đang có những bước tiến thần kỳ để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc ấy bằng chính nội lực của mình. Mới đây, trong phóng sự đăng trên báo Quân đội Nhân dân, một loại tên lửa lạ mắt do Học viện Kỹ thuật Quân sự chế tạo đã xuất hiện, căn cứ vào hình dáng của quả tên lửa hầu hết ý kiến đều nhận định rằng đây là mô hình chế thử của một loại đạn hành trình chống hạm cận âm hoặc đạn đối đất. Thiết kế của nó không giống như quả KCT-15 mà Việt Nam đang nghiên cứu dựa trên nguyên mẫu KH-35 Uran-E của Nga. Trước đó, đã xuất hiện nhiều thông tin liên quan tới các dự án chế tạo tên lửa của Việt Nam, từ tên lửa chống hạm cho tới tên lửa phòng không tầm thấp. Cho nên cũng dễ hiểu tại sao loại tên lửa vừa xuất hiện lại được nhận định rằng có chức năng chiến đấu. Tuy nhiên thật bất ngờ, loại tên lửa này không phải tên lửa hành trình chiến đấu hay phòng không, mà thực ra tên của nó là TV-01 được thiết kế để mô phỏng trên thực địa quá trình phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh lên quỹ đạo. Tên lửa thử nghiệm TV-01 có kết cấu hai tầng động cơ, động cơ phóng, động cơ hành trình và một tầng công tác mang hộp vệ tinh đến vị trí xác định trong không gian. Tên lửa thử nghiệm TV-01 đã bay lên được độ cao hơn 4.000m, tầm xa hơn 3.000m thực hiện được các quá trình tách tầng, bung dù, thu hồi hộp vệ tinh. Hầu hết các hệ thống thiết bị trên tổ hợp tên lửa thử nghiệm TV01 trừ một số linh kiện thiết bị của phần điều khiển được chế tạo hoàn toàn bằng công nghệ và nguồn vật liệu nhiên liệu trong nước. Việc thử nghiệm tại hiện trường với tên lửa TV01 nhằm xác định các tham số quỹ đạo chuyển động và vận tốc của tên lửa. Ngoài ra còn thêm nội dung xác định các thời điểm bẻ nghiêng quỹ đạo, tách tầng, tách hộp vệ tinh từ đó phân tích các số liệu và hình ảnh thu được do hệ thống viễn chắc và hệ thống quan sát tự động ghi được trong quá trình thử nghiệm, tìm nguyên nhân trục trặc kỹ thuật và đề xuất các biện pháp khắc phục, hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo các sản phẩm. Tên lửa thử nghiệm TV01 được phóng thành công là lời khẳng định đề tài VT TLD1415 tiếp cận kỹ thuật phóng tên lửa đẩy tầm thấp bằng mô hình vật lý dựa trên cơ sở mẫu tên lửa thử nghiệm TV01 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Hải chủ trì đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đây là tiền đề để Việt Nam tiến tới chế tạo tên lửa đẩy hoàn chỉnh để phóng vệ tinh do mình tự sản xuất lên quỹ đạo vũ trụ. Bên cạnh đó cũng cần lưu ý rằng công nghệ tên lửa đẩy là loại công nghệ lưỡng dụng có thể dùng để chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa bằng cách thay tầng công tác mang hộp vệ tinh bằng đầu đạn. Khi đó, đây sẽ là vũ khí mang tầm chiến lược. Vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã giới thiệu hình ảnh ghi lại quá trình phóng thử nghiệm một tên lửa đẩy mà dường như được thiết kế cho nhiệm vụ chiến đấu. Phiên bản tên lửa được mang tên TV02. Mẫu tên lửa đẩy có mã định danh TV02 được cho là bản nâng cấp của loại TV01. Tên lửa mang TV02 có chức năng đưa payload lên độ cao cần thiết. Tên lửa TV02 là tên lửa có điều khiển theo chương trình, có kết cấu theo sơ đồ dạng nối tiếp bao gồm hai tầng động cơ nhiên liệu rắn, một tầng công tác mang payload có khối lượng 5 kg. Tên lửa này có khả năng bay đến độ cao lớn nhất 37,25 km, xấp xỉ chỉ tiêu 40 km đã đăng ký trong thuyết minh đề tài. Việc thiết kế tên lửa bay với vận tốc siêu âm đến Mach bằng 3 trong thời gian dài, độ cao bay lớn là vấn đề khoa học rất phức tạp lần đầu tiên được thực hiện trong điều kiện Việt Nam. Hệ thống thiết bị khoa học trên khoang và hệ thống chạm mặt đất giám sát bay được chế tạo và thử nghiệm tính năng thành công, được tích hợp lên tên lửa nghiên cứu TV-02 để thực hiện các nhiệm vụ đo đạc, ghi dữ liệu và truyền thông vô tuyến trong quá trình bay thử nghiệm. Hệ thống hoạt động theo chức năng, thực hiện đo đạc, thu thập, truyền thông tin và xây dựng online quỹ đạo, tư thế tên lửa. Hệ thống đo khí quyển tầng cao được phát triển, chế tạo và thử nghiệm thành công trên cơ sở tư vấn, chuyển giao công nghệ của chuyên gia Liên bang Nga. Hệ thống được tích hợp tên lửa, Nghiên cứu TV02 để thực hiện các nhiệm vụ đo đạc thông số khí quyển như nhiệt độ, áp suất, tốc độ gió, độ ẩm, vân vân. Hệ thống được tích hợp lên tên lửa nghiên cứu TV02 để thực hiện các nhiệm vụ đo đạc thông số khí quyển như nhiệt độ, áp suất, tốc độ gió, độ ẩm, vân vân. Hệ thống đã thực hiện đo và truyền các thông số khí quyển chính như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất ở chế độ thời gian thực và lưu tại trạm mặt đất. Điều đó cho phép chúng ta có thể nói Việt Nam đang trên đà gia nhập câu lạc bộ tên lửa nơi hội tụ các quốc gia tự chế tạo được vũ khí tên lửa. Công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam. Tuy vậy, với sự quyết tâm của các nhà khoa học tới từ nhiều đơn vị cả trong và ngoài quân đội, chúng ta đã có những thành tựu bước đầu đáng khích lệ. Trong tương lai, Việt Nam chúng ta sẽ có thêm nhiều mẫu tên lửa made in Việt Nam hiện đại được sử dụng trên thực tế, trên cơ sở những tên lửa mẫu thử nghiệm như hiện tại. Tất nhiên, để đến được lúc đó, cần phải có thêm thời gian, mọi thứ phải có cơ sở vững chắc, không thể đốt cháy giai đoạn. Trước đây, ngành công nghiệp Việt Nam đã tiến hành sản xuất hàng loạt tên lửa chống hạm mới VCM-01. Sản phẩm này được gọi là sự phát triển của riêng nó, nhưng các giải pháp và công nghệ nước ngoài đã được sử dụng để tạo ra nó. Nguồn ý tưởng và thành phần chính là tên lửa chống hạm X-35E Uran-E của Nga. Không có nhiều thông tin về nguồn gốc của dự án VCM-01 tại Việt Nam, và các thông tin hiện có chủ yếu là sơ sài. Ngoài ra, một số thông tin từ các nguồn mở chỉ đơn giản là mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên có thể vẽ ra một bức tranh tổng thể và hiểu được cách thức và thời gian phát triển những tên lửa chống hạm đầu tiên của Việt Nam. Vào đầu những năm 30, năm, Hải quân Việt Nam đã đặt hàng từ Nga một lượng lớn tên lửa chống hạm X180 để xuất khẩu. Theo nhiều nguồn khác nhau, đó là khoảng 200 XNUMX đặt hàng. Như là vũ khí nó đã được lên kế hoạch sử dụng trên các tàu và thuyền khác nhau. Việc thực hiện các đơn đặt hàng của Việt Nam diễn ra khá lâu và chỉ hoàn thành vào nửa đầu những năm XNUMX. Theo một số báo cáo, vào năm 2010, 2012, Nga và Việt Nam bắt đầu thảo luận về việc tổ chức lắp ráp uranium được cấp phép tại các cơ sở sản xuất của khách hàng. Kết quả chính xác của các cuộc đàm phán vẫn chưa được biết, nhưng các sự kiện sau đó đã trở thành một gợi ý minh bạch về việc chúng đã hoàn thành thành công và việc ký kết các thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Năm 2015, Việt Nam đã trưng bày tại một trong những triển lãm của mình một nguyên mẫu tên lửa chống hạm của mình với tên gọi KCT-15 và bệ phóng cho một sản phẩm như vậy. Nhìn bề ngoài và về đặc điểm, tên lửa của Việt Nam tương tự như KH-35E của Nga. Điều này cho thấy KCT-15 thực sự là một thiên vương tinh được lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, các nguyên tắc sản xuất, mức độ nội địa hóa, vân vân vẫn chưa được biết. Vào năm 2019, được biết rằng việc phát triển một tên lửa mới của Việt Nam không chỉ giới hạn trong dự án KCT-15, Dựa trên các giải pháp và công nghệ sẵn có, dự án sau đây đã được tạo ra với ký hiệu hoạt động là A1. Loại tên lửa mới được đặt tên là VCM01, tên lửa hành trình số 1 Việt Nam. Giống như sản phẩm trước đó, tên lửa này không có sự khác biệt về bên ngoài so với Sao Thiên Vương của Nga. Có thông tin cho rằng các công ty con của Tập đoàn Viettel đã tham gia vào quá trình phát triển tên lửa mới. Vì vậy, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel là đơn vị thực hiện chính công việc chế tạo tên lửa. Quá trình phát triển bệ phóng được thực hiện tại nhà máy đóng tàu Z189. Hiện vẫn chưa rõ vai trò của ngành công nghiệp Nga trong dự án VCM01. Đầu năm 2020, xuất hiện thông tin về khả năng tham gia dự án của các doanh nghiệp nước ngoài. Có thông tin cho rằng Việt Nam có kế hoạch mua động cơ phản lực cho tên lửa sản xuất hàng loạt từ Hàn Quốc hoặc giấy phép sản xuất độc lập của họ, không loại trừ khả năng mua sản phẩm từ các quốc gia khác. Ngay từ tháng 1 năm 2020, các phương tiện truyền thông Việt Nam đã nói về việc phóng thử nghiệm sản xuất hàng loạt tên lửa VCM-189. Việc lắp ráp sản phẩm được thực hiện tại xưởng đóng tàu ZXNUMX. Cuối năm ngoái, việc sản xuất tên lửa chống hạm hiện đại lại rơi vào cảnh tin tức. Từ các báo cáo này, việc lắp ráp tên lửa sẽ được thực hiện tại xí nghiệp truyền thông M3 thuộc tập đoàn Viettel. Nhìn bề ngoài, Tên lửa chống hạm mới của Việt Nam thuộc loại KSE-15 VCM-01 thực tế không thể phân biệt được với KH-35E của Nga. Rõ ràng các đặc điểm tổng thể và trọng lượng cũng gần giống hoặc giống hệt nhau. Bạn cũng có thể giả định lặp lại thiết kế và nguyên tắc hoạt động, có được hiệu suất bay và đặc tính chiến đấu giống nhau. Tuy nhiên, sản phẩm của Việt Nam nên có một số điểm khác biệt có thể ảnh hưởng đến các thông số và tiềm năng. VCM01 là tên lửa hành trình cận âm được thiết kế để tấn công các mục tiêu bề mặt. Nó được làm trong một thân hình trụ có độ dài cao với phần đầu trong suốt bằng sóng vô tuyến hoạt hình. Ở dưới cùng của thân tàu có một khe hút gió của động cơ đẩy được che một phần bởi một tấm chắn gió nhô ra. Vào đuôi khi khởi động được che bởi động cơ khởi động. Bộ máy bay bao gồm các cánh hình chữ X ở trung tâm thân tàu và các bánh lái ở đuôi có cách bố trí tương tự. Động cơ khởi động có thể đặt lại được có bộ ổn định riêng. Tất cả các máy bay đều được chế tạo có thể thu gọn và chiếm vị trí làm việc khi rời bệ phóng. Tên lửa nối tiếp dường như được trang bị động cơ phản lực tuốc bin phản lực vòng đời ngắn Samsung Techwin SS760K của Hàn Quốc hoặc được cấp phép sản xuất. Sản phẩm này cung cấp tốc độ bay cận âm cao bao gồm ở độ cao thấp. Phạm vi phóng có thể bị giới hạn ở 300 km do các hạn chế về xuất khẩu công nghệ tên lửa nó được cho là có một đầu điều khiển radar chủ động và các điều khiển khác tương tự như những điều khiển được sử dụng trên KH35E. Đồng thời tất cả các thiết bị đều có thể do Việt Nam sản xuất theo tài liệu của nước ngoài. Ngoài ra sự phát triển độc lập của thiết bị điện tử dựa trên các thành phần và công nghệ sẵn có cũng không bị loại trừ. Cũng giống như tên lửa chống hạm nguyên bản Uran, sản phẩm của Việt Nam được cung cấp và sử dụng các container vận chuyển và phóng, một trình khởi chạy tiêu chuẩn cho 4 TPK cũng đã được phát triển, phù hợp để sử dụng với các phương tiện khác nhau. Vì vậy, trên các tàu hộ tống 11611E Jepard 3.9 có hai tổ hợp được lắp dưới KH-35 VCM-01, tổng cộng 8 tên lửa. Các tàu tên lửa mỗi chiếc mang một công trình lắp đặt. Gần đây, một hệ thống tên lửa bờ biển dựa trên VCM-01 đã được thử nghiệm. Hệ thống này bao gồm một đài chỉ huy tự hành và 4 xe chiến đấu được chế tạo trên khung gầm cam AZ-30. Cơ số đạn có thể vận chuyển, sẵn sàng sử dụng bao gồm 4 tên lửa trên mỗi phương tiện chiến đấu. Về hình dáng và chức năng, tổ hợp Việt Nam là một hệ thống tương tự của hệ thống bô của Nga, đồng thời nó kém hơn bô về số lượng tên lửa trên các cơ sở lắp đặt. Theo một số báo cáo chính thức, tên lửa chống hạm VCM-01 của Việt Nam đã vượt qua các cuộc thử nghiệm và đạt sản xuất hàng loạt các sản phẩm nối tiếp sẽ được chuyển đến các kho vũ khí của hải quân và bổ sung cho các tên lửa do nga sản xuất sẵn có ở đó do các quy trình này có thể sử dụng các loại tên lửa chống hàm khác nhau và không chỉ dựa vào các sản phẩm nhập khẩu đồng thời mức độ nội địa hóa sản xuất chính xác vẫn chưa được biết rõ việt nam có thể lắp ráp khung máy bay đầu đạn và một số hệ thống chung của tên lửa nhưng phải tìm động cơ nước ngoài phù hợp các quy trình tương tự có thể đi kèm với sự phát triển và khởi động sản xuất tự động hóa và GOS, mặc dù không thể loại trừ việc tạo ra chúng bởi các lực lượng của ngành công nghiệp Việt Nam trên cơ sở các thành phần và công nghệ sẵn có. Câu hỏi về các đặc điểm chính xác và khả năng chiến đấu vẫn còn bỏ ngỏ, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển vũ khí tên lửa hiện đại. Do đó tên lửa VCM01 của Việt Nam có thể kém hơn về hiệu suất và tiềm lực so với X35E cơ sở Tuy nhiên, Uran E của Nga được phân biệt bởi một sự đơn giản nhất định và tuổi tác vững chắc ở một mức độ nhất định sẽ đơn giản hóa việc sao chép của nó. Bất kể cấp độ thực hiện chính xác như thế nào, dự án KCT-15 VCM-01 có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển vũ khí trang bị của Hải quân Việt Nam. Trước hết, tên lửa riêng của nó giúp đơn giản hóa hoạt động của các tàu và xuồng tên lửa hiện có. Cũng có một tồn động cho sự phát triển của phần này hạm đội trên cơ sở VCM-01, hệ thống tên lửa bờ biển hiện đại đã được phát triển cũng được quân đội Việt Nam hết sức quan tâm. Rõ ràng tất cả các quá trình này sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển của lực lượng tàu mặt nước và ven biển của hạm đội Việt Nam, đồng thời cũng sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển. Tuy nhiên tất cả điều này sẽ đòi hỏi một số nỗ lực và thời gian. Có thể việc tái vũ trang nhanh hơn có thể được thực hiện với sự trợ giúp của việc mua thêm tên lửa KH-35E của Nga ở các phiên bản khác nhau. Nhưng ban lãnh đạo Việt Nam quyết định hỗ trợ ngành công nghiệp của chính họ, thời gian sẽ trả lời liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không. Và hơn thế nữa, nếu chúng ta mua Rubes ME từ Nga, không loại trừ khả năng tên lửa VCM01 hoặc các biến thể của chúng sẽ được trang bị cho hệ thống tên lửa bờ rất hiện đại này. Theo catalog giới thiệu triển lãm Hải quân Quốc tế lần thứ 9, IMDS vào tháng 7 năm 2019 tại xanh Petersburg. Rubes ME được phát triển dựa trên tổ hợp tên lửa bờ Bol E, tổ hợp phòng thủ bờ biển chủ lực của quân đội Nga hiện nay. Hệ thống này sử dụng được tất cả các phiên bản tên lửa hành trình diệt hạm và so sánh với Bol E, mỗi xe mang phóng của Rubes ME như một tổ hợp thu nhỏ, có thể bố trí phân tán nhưng sẵn sàng dội mưa tên lửa vào mục tiêu cùng lúc. Nếu Việt Nam tự sản xuất được các biến thể của tên lửa, không lý do gì chúng lại không được tích hợp lên các xe bệ phóng của tổ hợp Rubes ME. Cách đây không lâu, truyền hình quốc phòng Việt Nam đã có phóng sự giới thiệu khá chi tiết về tổ hợp phòng không mới này của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đây là một trong những thành tựu mới nhất và đáng tự hào. Chúng ta đã ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới để chế tạo thành công tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp A-72 Stella 2M, cơ động nhanh, có khả năng tác chiến bất kể ngày hay đêm, đáp ứng yêu cầu của tác chiến hiện đại, góp phần bẻ gãy các cuộc tấn công của đối phương. Theo đó, tổ hợp gồm 4 quả tên lửa vác vai A-72 đặt trên một bệ phóng tích hợp với hệ thống quan sát quang điện tử và hệ thống điều khiển trung tâm, giúp chắc thủ điều khiển hoàn toàn làm chủ được mọi hoạt động tác chiến. Đài quan sát gồm camera ảnh nhiệt hồng ngoại, camera ánh sáng ngày cùng với thiết bị đo xa laser tích hợp thêm hệ thống ổn định đường ngắm giúp cho hệ thống có thể tác chiến được trong quá trình cơ động và hành quân trong tương lai, đảm bảo quan sát, bắt bám và phóng đạn diệt mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm. Tên lửa và khí tài quang điện tử đáp ứng các yêu cầu về tự động hóa và công tác chuẩn bị tên lửa và đảm bảo hiệu suất hỏa lực cao, hợp nhất thông tin mục tiêu từ đầu tự dẫn tên lửa và khí tài quang điện tử đáp ứng yêu cầu bám sát và chọn thời cơ bắn mục tiêu kích thước nhỏ, bay thấp, bám địa hình một cách chính xác. Về tính năng của tên lửa vác vai A-72 không có gì thay đổi so với thiết kế nguyên bản, vẫn có thể vác vai phóng bình thường Tuy nhiên, khi đưa ra xe thì chỉ cần thay đổi phần chuẩn bị phóng, có thể phóng được liên tiếp 4 quả với giãn cách phóng là nhỏ hơn 15 giây, tăng khả năng chống tập kích đường không ồ ạt. Khi điều kiện cho phép, chúng ta hoàn toàn có thể tích hợp các loại tên lửa hiện đại hơn như IKLA-S để nâng cao hơn nữa uy lực chiến đấu của tổ hợp này. Do đây là tổ hợp phòng không cơ động nên chúng có khả năng tác chiến độc lập rất cao vì hệ thống có công chờ để liên tục đón nhận thông tin từ các phương tiện trinh sát khác về tình huống trên không. Với thành công này sẽ tạo tiền đề cho việc phát triển các hệ thống phòng không cơ động made in Việt Nam hiện đại hơn sau này. Tuy nhiên, để đạt được độ tinh xảo, chính xác và hiệu suất như tổ hợp Panzer S1 do Nga chế tạo thì các nhà khoa học Việt Nam sẽ còn phải phấn đấu nỗ lực và cần thêm thời gian nữa. Tuy nhiên, nếu không bắt đầu từ ngay ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mãi đi sau so với thế giới. Quý vị thấy đấy, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào với các sản phẩm tên lửa phòng không made in Việt Nam của mình. Hy vọng trong tương lai không xa, ước mơ Việt Nam sở hữu hệ thống tên lửa hiện đại đỉnh cao do chính công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo sẽ trở thành sự thực. Quý vị hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận dưới đây. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.